Theo The Sun, Cristiano Ronaldo vừa dùng 7 triệu bảng gần 200 tỷ Việt Nam đồng mua đất ở Riviera thuộc vùng Quinta. Anh muốn xây dựng một căn biệt thự mới được cho là có cuộc sống xa hoa bậc nhất tại Bồ Đào Nha. Hiện tại Ronaldo đã bắt đầu cho khởi công xây dựng, dự kiến tất cả sẽ hoàn tất trong năm 2021. Nhiều đơn vị báo chí ở Bồ Đào Nha cho rằng Ronaldo coi căn biệt thự mới này như một khoản đầu tư. Nhưng trong một kênh thông tin uy tín nhất lại khẳng định tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Juventus sẽ dưỡng già ở đó. Và trước khi bước vào video, hãy nhấn vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Câu nói an cư thì mới lập nghiệp dường như là một tôn chỉ vô cùng chính xác đối với bất cứ ai trên thế giới. Và chính những siêu sao thể thao nổi tiếng cũng luôn sở hữu cho mình những căn nhà lý tưởng để có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp vang dội của mình. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những tổ ấm có giá trị lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ của các ngôi sao đó để cùng choáng ngợp trước sự xa hoa và chịu chơi của họ nhé. Lionel Messi sở hữu sự nghiệp vô cùng thành công với Barcelona. Lionel Messi còn được biết đến như một chàng trai chung thủy trong tình yêu với chỉ một mình Antonella Roccuzzo trong tim. Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn đem lòng yêu cô bé cùng khu phố ngày nào. Giờ đây cả hai đã cùng nhau chung một mái nhà với ba cậu nhóc kháu khỉnh Thiago, Matteo và Ciro Messi. Và tổ ấm của một siêu sao hàng đầu thế giới trong làng túc cầu thì đương nhiên sẽ vô cùng ấm áp và xa hoa. Ngôi nhà của Messi thiết kế khá ấn tượng với hình ảnh sân bóng, một bên là sân cỏ và một bên là bể bơi. Ngôi nhà nằm ở vòng tròn trung tâm. Ngôi nhà có hình dạng một quả bóng với phần nửa mái nhà được lợp kính sáng sủa, tạo ra sự ấm cúng cho ngôi nhà đầy ắp sự yêu thương cũng như tình yêu với trái bóng tròn của Lionel Messi. Floyd Mayweather. Với một vận động viên nổi tiếng sống trong xa hoa như Floyd Mayweather thì việc tổ ấm của anh có giá trị lên tới chục triệu đô la Mỹ cũng là điều không quá bất ngờ. Tay đấm có thể thu về một núi tiền chỉ sau một lần thượng đài này đã thể hiện độ chịu chơi khi đắp lên ngôi nhà của mình gần 30 triệu đô la Mỹ xây dựng và tu sửa. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1992 theo phong cách hiện đại của Pháp và được Nioniami thiết kế lại vào năm 2015. Khuôn viên bao gồm nhà chính rộng 1.402 m², một nhà nghỉ, phòng tập thể dục, nhà hát có sức chứa 20 người, nhà cho nhân viên và nhà xe có thể để được 4 xe hơi, được Mayweather đặt tại thành phố Los Angeles lộng lẫy và xa xỉ. Rafael Nadal. Cựu tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã cho thấy anh là quý ông bên ngoài giản dị, bên trong nhiều tiền. Không chỉ đứng trên đỉnh cao của làng banh nỉ thời gian dài, ông vua sân đất nện còn từng nắm cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Real Mallorca tại quê nhà, cùng khối tài sản cũng rất dày và nầy nọ. Chính vì thế nên căn biệt thự của Nadal cũng trông vô cùng hoành tráng. Với diện tích lên đến hàng hecta cùng sân golf, bể bơi, sân tennis và những tiện nghi sang trọng bậc nhất, căn nhà của Nadal được ước tính có giá lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ. Neymar Jr. Danh xưng cầu thủ đắt giá nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại của Neymar là quá đủ để ta có thể tin rằng chân sút người Brazil cũng sở hữu cho mình một siêu biệt thự. Kiến trúc và cách bố trí nội thất vô cùng thú vị với một bể bơi lớn, 12 phòng tắm, bể sục, một rạp chiếu phim có thể chứa đến 14 khách cùng một sân tennis. Điều đặc biệt của ngôi nhà này là luôn trong trạng thái đảm bảo được sự kín đáo nghiêm ngặt
biến nó trở thành một pháo đài kết xù thực sự trong lòng Paris hoa lệ. Lewis Hamilton. Tay đua sinh ra để làm ông hoàng đường đua F1, Lewis Hamilton, ngoài việc hàng năm bỏ túi đều đặn trên dưới 40 triệu bảng, thì song song với đó là sự tiêu xài cũng thuộc hàng quá nhanh quá nguy hiểm như cách anh đua xe vậy. Không chỉ sở hữu cho mình hẳn một chiếc máy bay riêng cùng rất rất nhiều ô tô đắt tiền, Hamilton còn mua một căn penthouse trị giá 40 triệu đô la Mỹ ở Manhattan, thành phố New York, nơi có nhiều sân thượng, tòa nhà, cung cấp cho cư dân những khung cảnh ngoài trời rộng rãi để tận hưởng không gian thành phố, dòng sông và hoàng hôn ấn tượng. Trước đó, Hamilton đã mua một căn hộ 5 phòng ngủ ở Tribeca với giá 57 triệu đô la Mỹ vào tháng 3 năm 2019. Anh còn sở hữu một biệt thự thời Victoria ở London và một căn hộ ở Monaco, tiểu bang của một số tài xế công thức 1 khác. Pierre-Emerick Aubameyang không quá hầm hố như những siêu sao bóng đá, nhưng căn biệt thự của Aubameyang cũng khiến người hâm mộ phải mắc chữ A mồm chữ O về độ sang xịn mịn. Chân sút chủ lực của Arsenal hiện đang sở hữu ngôi nhà có giá trị 16 triệu bảng, nổi bật nhất phải kể đến phòng chơi game của tiền đạo 31 tuổi. Căn phòng này có thể khiến nhiều game thủ chuyên nghiệp phải ghen tị khi Aubameyang đã trang bị những thiết bị tối tân để phục vụ thú vui chơi game của mình. Ngoài ra, phòng khách, nơi sinh hoạt chung của gia đình Aubameyang được trang bị những loại nội thất sang trọng. Căn nhà cũng có dàn âm thanh hiện đại để phục vụ nhu cầu giải trí của ngôi sao người Gabon. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo là ngôi sao bóng đá có thu nhập thuộc hàng khủng ở châu Âu nói riêng và trên thế giới nói chung. Nguồn thu nhập đến từ quảng cáo, chụp ảnh chính là kinh phí để cầu thủ Bồ Đào Nha xây dựng biệt phủ xa hoa của mình. Lối kiến trúc độc đáo, tinh tế, không gian nội thất tại nhà của Ronaldo chắc chắn cho bất kỳ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Với 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm và có một sân bóng mini riêng biệt, cùng với đó là một bể bơi và một phòng tập thể hình. Bên cạnh đó là khung cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp bao quanh ngôi nhà. Cảm giác sự sang trọng và lộng lẫy là thứ luôn bao trùm tổ ấm của chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha này. Maria Sharapova. Mặc dù được biết đến với biệt danh tương đối sang chảnh là búp bê Nga, tuy nhiên tay vợt Maria Sharapova lại sở hữu cho mình một căn hộ khá giản dị và bắt mắt. Được chia thành khá nhiều phòng trong phạm vi 3 tầng, ngôi nhà của Sharapova tràn ngập ánh sáng tự nhiên cùng phong cách sang trọng, sáng sủa và bài trí tinh tế. Từ phòng khách, ban công, nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm cho đến những nơi búp bê Nga làm việc và thư giãn, tuy không quá đắt đỏ và kiêu sa nhưng đều được sắp xếp vô cùng chỉnh chu và tỉ mỉ. Với pha trộn phong cách Á Âu của Nhật Bản và Italia, ngôi nhà của cựu vô địch Wimbledon trông thật giản dị nhưng đầy ấm áp. Thank you.
Mike Tyson. Huyền thoại boxing Mike Tyson với khả năng tiêu tiền như nước cũng sở hữu cho mình một căn biệt thự thuộc hàng ăn chơi bậc nhất thế giới với 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 2 phòng spa và quầy bar được thiết kế 2 tầng, bao gồm tầng lửng. Trước sân biệt thự có thác nước cao 7,62m và hồ bơi vô cực. Khu vực sân rộng phù hợp với các bữa tiệc BBQ ngoài trời. Thiết kế bên trong biệt thự đều theo phong cách mở với những tấm kính trong suốt. Vào những ngày mùa đông, biệt thự này không sợ bị lạnh vì có đến 4 lò sưởi. Ngoài ra, nhà để xe được xây dựng với không gian rộng, có thể chứa 4 chiếc xe hơi. Có lẽ chẳng còn mỹ từ nào có thể miêu tả ngôi nhà của tay đấm huyền thoại này bằng từ tuyệt hảo. Michael Jordan. Với khối tài sản khổng lồ của mình, huyền thoại bóng rổ Michael Jordan cũng có cho riêng mình một siêu biệt thự độc đáo. Đập ngay vào mắt là cánh cổng thiết kế với số 23. Số áo đã đi vào huyền thoại cùng Michael. Sâu vào bên trong, chúng ta phải cảm thấy choáng váng về độ sang chảnh của căn biệt thự này. Với 9 phòng ngủ, 19 phòng tắm và vệ sinh, sân golf, bàn bia, hầm rượu cùng vô vàn những tiện ích mà không nơi nào có thể đáp ứng tốt hơn. Đặc biệt, ông còn làm hẳn một sân bóng rổ trong nhà được thiết kế với tiêu chuẩn của một sân đấu tại NBA. Logo Zuman nổi tiếng của Michael Jordan cũng được in ở chính giữa mặt sân. Giá trị của căn nhà khủng này được ước tính lên đến 29 triệu đô la Mỹ. Vừa rồi là những căn biệt thự vô cùng xa hoa và lộng lẫy của các ngôi sao thể thao trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.